Vâng, Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video chiều nay vào ngày 6 tháng 9 năm 2023 tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Quý cô chú anh chị ơi, trước mặt quý cô chú anh chị thì anh Niu đang thử bài lệ cam. Quý cô chú anh chị ơi, Niu bắt cái máy này lên hảo hả? Ngon quý cô chú anh chị, vệ sinh là phải có bài lệ cam giám sát quý cô chú anh chị, giám sát anh em mình luôn, được không? Ồ, ok hả? Wow, quá dữ quá dữ. Thầy đứng kia nha. Wow, rồi không quý vị. Trong tôi điện luôn. Trong tôi điện luôn ha. Rồi rồi. Ui giỏi ơi, chém vô cái cây luôn các anh. À quý vị. Vâng, bờ là cam ghê không? Đó. Quá dữ, giám sát anh em luôn hả? Cái này chế độ né cây luôn á quý cô chú anh chị, rất là hay luôn, chế độ né cây. Rồi chào kìa. À, anh phải cho nó lên cao cao thuốc cho lên để nhiều khi nó bay mệt quá, nó hạ từ từ xuống anh không hay á. Im không? Thôi cho nó lên cao đi, sợ nó mệt quá nó hạ xuống không hay á. Anh dạ đứng một tiếng mà nó cũng hạ thì nó hết bình đó à. Vậy hả? Họ cho lên cao cho đường mình nói chuyện chứ hù hù gì sao nói chuyện nghe. Cho lên cao, lên cao đó. Ồ, cho lên cao tí đi. Lỡ ok. Ồ, quá dữ luôn. Quá dữ luôn. Họ nói là hàng khủng nghe quý chú vậy. Ờ. Có camera đang làm bất ngờ có camera giám sát luôn ha quý chú vậy. Đó. Rồi qua. Mình làm đi. Rồi. Cho nên mình nghiên cứu nó nữa, nghiên cứu nó nữa là mình làm hết pin là tự hạ luôn ha. Hết pin nó rớt đầy con đầu đâu. Không vậy. Rồi mấy anh em mình sẽ buổi chiều nay ha. Có đèn hết rồi. Chào mẹ dữ anh vào. Nó vào chứ ở dầu chi hết rồi, giờ có đầy hết trơn rồi. Bị đổi phương hướng rồi. Rồi. Chiều nay là mấy anh em mình đánh thủ. Đây. Ừ, đây giám sát. Chiều nay ha. Anh em để đây có bị vướng không ta? Dưới thì mình để đây đi. Có bài giám sát luôn à. Hết rồi hả? Ồ, quý chuẩn vậy. Đó. Ở trời, chấm cái đen gì trời. Coi cái mới rồi. Hết vậy. Hết trời. Miếng hết trời. 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 Hết giám sát đúng không? Máu máu. Ủa dầu đâu rồi? Chúng lấy dầu luôn hả? Lấy dầu luôn anh ơi. Ừ, lại anh Minh có vẻ đang rất là sợ. Lại lái là chưa biết ăn đâu cho anh. Thôi cho nó qua kia đi anh ơi, bên kia cho anh. Hiểm lắm á. Em thấy người căng thẳng lắm. Chiều này làm mà căng thẳng quá trời luôn. Anh ơi. Cái miếng giấy này. Cái tay lái này. Ê, sao mà xà dữ vậy? Vậy. À. Thôi cho qua kia đi. Khó quá, bỏ qua đi anh ơi. Một lát cái điện thoại em mà nó ập xuống đất lại bắt đền anh nha, nó hỏi. Ê, vậy mới căng thôi, đổi vị trí đi. Nè qua đây nè anh. Đi đi, đổ qua đây. Đẹp quá. Đang đổi vị trí gấp quá. Còn không đợi lên rồi. Đổi. Nó qua bên kia nữa, nó qua bên kia. Bên kia rồi, hết rồi. Mình hết sợ rồi. Mình dần dần nó cho anh cây chân dòng luôn rồi. Cái nào không có đó luôn. Làm chuyện này mà làm mà căng thẳng quá trời rồi. Có cái bài giám sát. Cũng có mấy cái khác mình đâu cả. Thấy rõ không anh? Có bốn góc luôn nè. Sao em coi ở đây rồi. Bốn góc mình ngồi, nét nguyên phần thánh mộ luôn đó. Rồi, rất tuyệt vời. Đẹp ha.
Trời ơi, mai em cũng phải lấy em giám sát mới được. Em đúng rồi. Để anh giám sát hết rồi. Chứ mà lát nó coi nó mang trên đầu mình đi nè. Anh đi có chút à, anh đem từ hồi 4 giờ mấy sáng, anh đeo tới chiều á, chiều đeo nổi không? Nổi. Ờ, nổi thì đem theo. Trời trời. Nó cháy đúng không? Nó chiếc khô rồi. Ngày mai nó xuất hiện hai con lai cao luôn. Lấy cái điện. Không mà lấy cam của anh nó bay, nó không có nói tiếng tiếng Anh á, lấy cam của em nó bay nó tiếng Anh. Nói tiếng Anh không á? Có. Cái này là xong. Làm để cho biết rồi mà. Ê ơi, bữa nào mình đi săn bồ cát đi. Bồ cát mà thấy lấy cam của anh nó bay lại à. Bồ cát gì? Bồ cát gì? Nhiều hâu nó đi săn gà rồi đó. Gì anh? Giống không một cái nuôi á. Con mấy biết mà thằng con cắt được gần gần chết. Lại cảm con chạy con không kẹp với chị cả. Lại cảm. Đi nhảy đi sao anh ba đậu trên đầu nè, cho nó quạt mình mát luôn, không quạt tắt đèn luôn rồi nè. Mình mà tao có 2 mét thì mình 2 mét rưỡi đâu, đúng không? Mình đọc tới 2 mét rưỡi. Nó đang 3 mét, 4 mét. 4 mét rồi, sao mà anh nhìn sao rồi. Ui, sao chưa? Trời ơi, bể phải không? Vậy mình nhìn lại cam chiếc mà. Mẹ, này lâu chưa? Lâu rồi hả? Đây nè hả? Ui. Đó. Lâu chưa anh? Đó kho bên bác ngộ lâu nữa nha. Còn cái nào chưa lâu vậy? Rồi. À, bác ngộ hả? Ừ, bác ngộ. Xảy ra quá nhiều chuyện. Quá nhiều chuyện luôn. Giờ muốn không qua bến luôn. Vậy anh cũng qua bến luôn hả? Rồi xong hai cái này rồi đó. Ê, gì vậy? Gì vậy? Bay bớt xuống rồi anh. Anh đổi gấp hả? Ủa, mát chứ hả? Rồi cho nó ở đây nó mát đi. Rồi anh thẳng lên ngàn mét rồi đi. Ủa, đó mà hả? Chuyển ngay xuống đường không? Cái gì vậy trời? Chuyển ngay xuống đường không? Không phải. Đúng rồi, em thấy cái ga em bao nên đế bạch cảng. Đúng rồi, có cái này nè. Đốt của đem lên thôi. Cái này cho ta xuống tôi rồi mà. Anh đừng có hạ nha, anh hạ rồi. Ủa, hồi hộp quá anh yêu. Để lấy cái tâm một họ lên để cho nó xanh dần. Xong em nó bay ngoài thì em nói gì con yêu mắm nhưng nghe sợ loạn ngay. Là mấy anh em mình ơi xong vô tay rồi đừng đấu luôn cái này đi. Mai là mấy anh em mình vừa đi toilet xong hết rồi. Gì vậy? Chứ không là bãi đá luôn hết rồi. Không bay cho hỏi tắt đèn ra luôn rồi nè. Ủa cái này là đúng đúng không? Sống đúng. Trời ơi đèn này cũng vô được mà sống đúng trời. Cái tung này cái đầu đèn này bự dữ hả? Cái nào để lộn không? Anh thấy để lộn rồi đó. Cái gì vậy? Cái đầu đèn này bự quá. Sao bữa nay bự dữ hả? Ai để lộn nè? Cái đầu đèn này là của cái đó của người ta nè. Của cái này là bự nè. Đúng rồi nè. Để cái lọ cái đồ nhỏ này nè. Đâu? Đó thấy không? Đâu? Tao mới thay một dòng tí. Cái này luôn.
xong rồi. Cây bên kia là cao hơn đó nha, thấy bay cao hơn đó, chạy không là dưới lục kia á. Giờ lau mộ ha. Có quý anh chị. Bây giờ tới mấy anh em mình lau mộ cái. Mai là tối nay là tối nay em đi ấy à. Đi mua mấy cái khăn giấy nè, giấy chị Vi Vi Trần gửi để mua giấy ướt, giấy ướt với một mớ giấy khô hả? Nó khô rồi, nó khô đúng không? Vậy để tới nay mua đậu cao nó được đó anh, lại nó mà đơn giản đâu, phải có kinh nghiệm bình thấy nhiều nhiều tháng nhiều lần. Nó giống như ô tô á, mình nhấc ga cái nó nhảy. Không hiểu rồi. Ông đang huấn luyện cái loại lai can. Cái này 2 ngày ráng đi. Mình thỉnh lập xuống đây anh em nào nhận thì nhận. Cái này 2 ngày của chị của anh Quốc Chỏ nè. Chút xíu đưa cho bên đưa cho Tài đi, bên Tài nhà nhận cái đó đi. Bên Tài với Cùi Bắp nè. À Cùi Bắp ơi, chút xíu mình nhận cái phần quà đó đi của anh Quốc Chỏ với của anh Quốc Võ với chị Mi Xuân Thiện. Hôm nay 2 ngày mình nhận xuống được rồi. Của anh Quốc Võ sáng cũng có hơi dành anh mai về rồi. Thì mấy anh em cứ ý là nhận cái quà kìa. Quà đó đi anh. Quà đó. Không, mấy anh em cứ dùng đi nha các bạn. Không mới mình để xuống đó đi, ai nhận ha. Ok. Ai nhận cũng được hết. Đó, đó. Đó. Ừ. Đây là thì mi cho bảo vệ bớt một giọt. Cho bảo vệ hả? Ừ. Cũng được. Thì chút xíu anh Ngọc lấy cho đi. Có chú em về về nè, đưa luôn. Ừ, cũng được. Thôi giờ mình đi hấp hương đi. Chú em về. Hấp hương đi. Chút sáng mấy em về nè. Còn nó bán 100 đinh vô tư.
tại vì mình trưng 2 ngày là bị lắm rồi đó. Họ đã nguyên vỏ thì cái cho bảo vệ. Ờ. Cho hay nha. Ừ. Nào vô cây cho hay. Dù đâu mà nó hết, bút không ra. Anh em mà dù đâu? Thôi cho nó bay đi. Khi nào mà vô cây lúc đó là hiểu rồi ha. Lao bộ cậu chưa? Hả? Hồi nãy lao bộ cậu chưa? Cho nó bay đi. Lao rồi, lao rồi. Dù đâu à, tí đi hấp nhang lên, hấp nhang rồi bắt quay lại. Cái dù này bỏ kìa. Bây giờ con bay đi, nó ở tay nó bay xuống. Bây giờ thì đốt cái thằng cũng qua nữa. Chờ chờ anh đi xíu ta. À. Anh em đi mới anh thắp cho anh cầm đi. Tắt rồi. Anh đây đây đây. Rồi anh để chín cái đầu lên cho nó lại. Chín cái đầu lên nó ấy. Đó. Anh đem lại chỗ chứ. Cho anh quay hoài hả? Sao mày nãy đi dưới để chỗ không được luôn á. Nóng. Đây nè. Trời ơi đơn giản vậy anh. Anh đưa cái anh cứ quay cái đầu lửa lên cái tay anh không mà lấy gì không nóng.
Trời ơi, kiểu này là anh mà cháy nhà sao anh chạy kịp. Chứ quay cái chiều lửa, quay được cái tay mình. Gì anh? Ừ. Chết rồi. Đây là khá làm được. Đây. Bẻ này xuống nha. Đó, bà là cam bà. Bà quay mãi không cái. Anh ơi, sao đâu? Anh cho nó lấy cái cảnh đó. Dạ anh. Mát quá anh yêu ơi. Quá mát anh yêu ơi. Cái loại hương này nó ít có ấy, nó tàn. Đúng rồi, nó bị cong á. Tàn xuống nó cong, cong hương rồi. Thầy chú thầy xa nè. Cái bữa này cũng là mấy bữa luôn rồi đó ha, cũng mấy bữa luôn. Đây là vợ của chú tuy còn của chú vậy, nhưng mà hôm nay thì mình thấy chị gì? Chị Nhi. Chị Nhi ha, hôm nào cũng cúng hết. Hôm nào cũng cúng rồi. Cúng cơm. Đây là phải cúng cày luôn. Mình còn giả gì kèo của chú vậy? Và chú Tấm Văn, đây là hai vợ chồng với nhau. Thì ngày xưa chú còn giả Di Kiều là từng là mẹ nuôi của là nghệ sĩ Tú Nam Hùng nè, cô Thanh Kim Huệ nè, rồi nghệ sĩ Hà Sa nè, rồi chú Vũ Linh luôn quý đứng vậy. Và bà cũng là một cái vị soạn giả mà vừa là bộ show luôn. Đây là đạo diễn Lê Giang đó quý vị. Đụng luôn. Đụng luôn. Camera không quan sát, cứ số lùi lùi hoài không nhìn thấy sao luôn. Đó, người ta phải nhìn nha. Ta phải quan sát, chứ không phải là anh đi lùi. Anh đi giống gì nè, đó, cứ quan sát vậy thôi. Anh đi lùi, đừng nghĩ là ở sao không có người nha. Đây là Lương Nghi Phan Đạt. Đây là nghệ sĩ nhân dân Giang Châu và diễn viên Thế Sơn, con của ông. Con quẹt này em. Đâu, đó. Nghệ sĩ Tổng Sơn này cũng có chương trình.
cái này nó bị giống như này. Đó, đi cho em một cái quẹt không ta. Dùng dưới rồi. Dùng tay luôn á. Đây. Cái cô đây hồi trước á, vì mình cô Bích Lăng. Cô Bích Lăng. Quê quán của cô thì ở Thanh Hóa. Mà cô Tề Trần thì ngày 13 tháng 4 năm 2020 thì là vợ của chú Hồ Kiển, chú vậy nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiển. Hồi trước mình cứ thắc mắc hoài, nói ủa cái cô này là ai mà mình không hiểu, không biết luôn cái chú vậy. Cứ thắc mắc hoài. Đây là nhà thơ Ngô Văn Chương. Thì ông trước ông khi ông ra đi thì ông để lại những cái bài thơ rất là hay luôn nè. Ăn dắt mình hư dự bồi trần, bạn bè thân quyến ấm lòng nhân, xanh tiền bạn hữu bà con quý, quê chốn tiền đài rộng cổ nhân. Viễn khách đến đây cho nhắn gợi, đôi lời thăm hỏi đỡ người thân. Âm dương đôi ngã đành xa khách, xin gợi đôi lời cảm tạ anh. Anh Chương, đây là bài thơ của chú viết lại. Khi mà chú trước khi chú ra đi thì chú cũng đã có những cái suy nghĩ trước đó. Không biết ngày nào mình sẽ về gửi lời đất mẹ Quỳnh Hằng, cho nên là chú đã viết lại những cái lời thơ đó, gửi lời đến những cái người thân của mình. Đây là nhạc sĩ Quỳnh Sử quý anh chị. Cắm hai cây là cây một cây á là của anh, một cây á thì của anh Ngọc. Anh Ngọc. Tại vì em đang nhìn anh lui, anh sợ em ta té. Đó, đó anh thấy mà. Thấy không? Anh đi lui sao anh thấy? Anh thấy em nhìn anh. Sợ anh té không mà, anh té mấy lần rồi đó. Em sợ anh té mà anh vấn ngã thì em bối không được, em dớt không được. Này có cái cặp đẹp, thật chắc là cái cặp này mình đặt mua quý chương trình. Mình mua là 199.000. Nhờ mình làm hết. Mình làm hết đặt giùm ha. Hôm trưa là vì mình cho anh bà con á. cho anh bất ngờ. Đâu cho anh một cái nữa rồi. Vâng, thì quý cô chú anh chị ơi, video buổi chiều nay anh em mình đã làm dọn dẹp sạch sẽ mộ của chú Vũ Linh rồi, vừa hoàn tất luôn ha quý cô chú anh chị. Mong bà con cô bác hãy để lại những cái comment bình luận cho anh em mình buổi chiều nay, và nhớ ủng hộ kênh nha, cho mấy anh em mình nhấn like và đăng ký để anh em mình có cái động lực chia sẻ ở đây cho bà con cô bác được xem những cái tin tức mỗi ngày cho bà con ha. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con và hẹn bà con một cái video sáng mai ạ.